tức là cổ phiếu thì ông nói, thì mọi người nên chú ý về cái phần mà cái kỹ năng trading. Cái kỹ năng trading là chính. Đừng có nói cổ phiếu nào hết ha. Cổ phiếu nào thì cái cổ phiếu thì nó chỉ là nhất thời thôi. Nó là giống như là cái con đường mình đi, những cái cổ phiếu đó mình sẽ từng bước qua từng cổ phiếu. Mình sẽ bước từng cổ phiếu mình qua. Sau khi mình qua cổ phiếu đó rồi thì mình bỏ nó lại phía sau. Cái việc đó việc không quan trọng. Cái quan trọng làm sao mình cuộc đời mình bước từng qua từng cái cổ phiếu như vậy, để mình leo lên từng cái nấc thang cuộc đời thành công của mình. Đó. Thành ra đừng có xem trọng về cổ phiếu, mà xem trọng về cái kỹ năng của mình, cái năng lực của mình. Đó. Thì ở trong cổ phiếu á, nó không có cái gì khó hết. Thật sự nó không có cái gì khó hết. Các anh chị có thể là mình học có thể cấp 1, cấp 2, cấp 3, điều mình đều trading được hết. Tại sao như vậy? Để tôi kể cho anh chị nghe nè. Hồi xưa tôi có anh bạn tên là Hùng ha. Anh ấy tên là Hùng. Thì 2002 là tôi gặp ổng. Tôi gặp ổng thì ổng chạy cái xe ôm, mà cái xe ôm nó cà tàng lắm ha. Nhưng mà trên tay luôn có một cuốn sách William O'Neill. Đó. Ông chạy xe ôm ở ngay chợ Bến Xe Miền Đông đây nè. Không, nhưng mà trên tay luôn có cuốn sách William O'Neill. Có thể trong cái thời gian đầu ông ấy đọc cuốn sách đó, ông không hiểu gì hết. Ha, nhưng mà có thời gian thì cứ lên sàn. Lên sàn nghe ngóng rồi về đọc sách. Rồi nghe ngóng về đọc sách. Từ từ nó hiểu. Mà sau đó khoảng vợ ông là bán cơm ở trước Bến Xe Miền Đông đó, cái tiệm cơm tên gì tôi không nhớ. Đó, thì sau đó 7 năm sau, tức là 7 hay 6 năm sau gì đó, thì ông ấy ở một cái biệt biệt thự triệu đô, đi xe Mercedes, không? Áo quần bóng loáng, giày dép bóng loáng. Như vậy chứng tỏ là gì? Cổ phiếu nó không có phân biệt là về cái đẳng cấp, về học thuật, về tri thức. Không phải như vậy. Cổ phiếu đó là biến cái con người của mình, biến cái con người của mình nó thích hợp với biến động của thị trường. Nó chỉ là cái chợ thôi. Nó chỉ là cái chợ thôi. Bạn đến đó bạn mua bán giỏi. Bạn biết cách mua bán. Bạn biết cách cái mặt hàng nào bạn mua, cái mặt hàng nào bạn bán, thì bạn thành công thôi. Không? Giống như mẹ tôi vậy. Mẹ tôi là không có biết chữ. Không có biết chữ à, thì đi mua bán ở chợ cũng được vậy, đúng không? Ví dụ như hồi xưa mẹ tôi bán hàng từ sáng tới chiều là không biết bao nhiêu người mua chịu nữa. Tôi là chịu luôn, mua thiếu đó. Là tối về bắt đầu là bà kêu mình là rồi lấy sổ ra và đọc một giấy vậy đó. Ông nào, bà nào, cô nào, chú nào mua cái gì thiếu bao nhiêu, đọc một giấy cái đó mình ghi vô trong sổ. Bán từ sáng tới chiều luôn mà đọc không sót người nào hết. Như vậy là gì? Do cái kỹ năng của mình ở trong đó nhiều quá. Đúng không? Chứ bình thường giống như mình ra chợ mình buôn bán thiếu cả ngày vậy sao mình nhớ? Đúng không? Có phải người ta biến cái kỹ năng thành cái kỹ xảo không? Đó, đặc biệt là ví dụ như mẹ tôi mà đi chợ cho trường học hay gì đó. Một cái sớ đồ thức ăn như vậy nè. Không? Cái sáng ra cái mẹ tôi kêu vợ con đọc cho mẹ cái này. Tôi đọc một leo vậy đó là xong, tôi bỏ tôi đi rồi bà đi chợ về mua đúng không thiếu gì hết. Như vậy là sao? Cái người mua bán ở chợ nhiều năm, nhiều tháng, quan tâm tới nó nhiều thì người đó thành công thôi. Thành ra cái việc cổ phiếu nó không phải cái gì đó, đừng có nghĩ là mình phải kiến thức hay gì đâu. Cái này mình phải loại nó sang một bên. Thì hai cái ví dụ này tôi nói với anh chị là cổ phiếu nó không có khó. Chỉ khó do mình thôi ha. Rồi bây giờ tôi nói cái kỹ năng hôm nay thì tôi phải dựa vào các anh chị tôi mới nói được.
Thì bây giờ các anh chị muốn nói cái đề tài gì, muốn hỏi cái gì thì các anh chị nói tôi sẽ giải quyết ha. Đó, giờ nói đi, ai cứ nói thoải mái ha, không ngại ngùng cái gì hết á. Mình đến đây mình chia sẻ với nhau mà. Nói đi anh chị, cứ hỏi cái gì cứ giơ tay lên nói, tôi giải quyết. À, rồi. Cái em hỏi là mình nhìn biểu đồ chỉ cần 3 tay là biết là dấu hiệu phân phối. À, dấu hiệu phân phối đúng không? Rồi. Thường thường á, dấu hiệu phân phối là như thế này nè. Nếu mà nó tự nhiên, tức là không có cái gì đó nó xấu. Không có cái gì nó xấu hết ha. Tại vì nó phải đặt ở rất nhiều hoàn cảnh. Thị trường nó không có cái gì xấu hết á. Cái tự nhiên có một vài cây khối lượng, một vài cây khối lượng rất lớn, khá lớn, hoặc là một chùm khối lượng khá lớn. Nhưng mà ở chùm khối lượng đó đó, ha, cái lực bán của người chủ động, cái lực bán của những cái thành phần trên thị trường, nó chủ yếu nó ẩn danh, nhưng mà những cái thành phần đó đó là cái lực bán đó là họ nắm, những cái thành phần đó họ nắm cái khối lượng nó tương đối nó lớn, thì những cái thành phần đó bán ra thì sau đó sẽ dẫn đến hụt lực cầu, tức là nhà đầu tư no cổ phiếu là gì? No cổ phiếu tức là cái sức mua tiềm năng, cái sức mua tương lai gần nó bị hụt thì sau đó nó gãy. Cái đó là dấu hiệu phân phối ở một cái thị trường bình thường ha. Đó, các bạn hãy lấy cái đầu của mình tư duy về nó, chứ đừng có nhìn lên biểu bản đồ. À, đừng có nhìn lên biểu đồ. Ở đây không có cái cây nào phân phối hết. À, không có cái cây nào phân phối hết. Thì tôi sẽ zoom cái biểu đồ lại. Tôi sẽ zoom biểu đồ lại, ở quá khứ thì sẽ có những cái cây phân phối đây đó. Tôi không biết những cái chỗ phân phối này thì nó xảy ra cái gì đó, nhưng mà ở đây chúng ta thấy này, cái này phân phối nó chỉ là tạm thời, nó chỉ tạm thời, sau đó nó tạo mô hình hai đỉnh. Thấy mô hình hai đỉnh không? Đây đỉnh đó. Thì những cái chùm này là phân phối này ha, phân phối này, cái lực bán chủ động ở đây ra nhiều này, sau đó lực cầu nó tụt luôn này. Nó tụt, nên cái lời hồi nãy tôi nói đúng không đó. Nhưng cái này không phải là một cái thị trường con gấu, mặc dù ở đây phân phối nhưng mà không phải thị trường con gấu đó. Sau đó nó tạo cái đỉnh thứ ba, nó cao hơn cái đỉnh thứ nhất nhưng mà nó thấp hơn cái đỉnh thứ hai. Thì ở đây chắc chắn nó xảy ra thông tin gì đó đó. Ở đây này. Đó, tôi không có nhớ nó xảy ra thông tin gì đó, chứ nó xảy ra thông tin gì đó đó nó mới giảm vậy đó. Ờ đó, thì tóm lại là như vậy. Thì có thể xem như thế này là phân phối này. Đó, những cái chùm khối lượng như này phân phối này. Thấy chưa? Khi mà các anh chị thấy này, cái dãy khối lượng như thế này nó lên. Nè, cái dãy khối lượng nó đi như thế này mà tự nhiên khối lượng ở đây nó bùng lên rất lớn. Không, sau đó nó gãy nè và khối lượng nó giảm xuống nè, phải không? Nó giảm ngay tức khắc. Thì cái chùm này mình có thể gọi là cái chùm phân phối. Cái chùm phân phối. Ở đây có cái kỹ thuật bán á, thì cái kỹ thuật bán á nó rất là nhạy cảm. Thì nếu như mình đầu tư á, đòi hỏi mình á, ở cái quá trình này mình đầu tư đúng chưa? Ở cái quá trình này mình đầu tư đúng chưa? Ví dụ bây giờ này, ha. Tôi ví dụ bây giờ cái cây
Các anh chị có thấy cái cây này, nó cây gọi là brush không? Nó brush nè, cái kênh nè, đúng không? Nó có cái kênh nè, cái kênh này, cái kênh giảm giá trong ngắn hạn nha. Cái kênh này là cái kênh giảm giá. Thì khi cái cây này nó rách khoa ra khỏi cái kênh, cái này là một cái tam giác đúng chưa? Đó, cái cây này nó rách qua khỏi cái kênh là nó báo hiệu một cái đợt tăng giá. Đó là về mặt kỹ thuật. Nhưng ở đây nó có khi tại cái điểm này chúng ta tư duy thì chúng ta tư duy theo cái bối cảnh hiện tại. Còn ở đây tôi nói lại là nói về mặt kỹ thuật. Thì kỹ thuật nó qua rồi thì nói được, nhưng mà kỹ thuật chưa qua thì chưa chắc, đúng không? Nên tôi dùng biểu đồ ở thông tin ở đây thì tôi không nhớ cái thông tin gì không, nhưng mà ở đây chắc chắn là có những cái thông tin hay dòng tiền gì đó nó tăng lên nè. Đó, dòng tiền tăng lên nè. Cái dòng tiền này là cái dòng tiền chủ động nó tăng lên. Đó, thì nó rách qua khỏi cái kênh này, nó tạo ra một cái cây tăng giá. Như vậy là gì? Giả sử anh chị có ở đây là 30% khối lượng thì cái cây này á, anh chị phải gia tăng khối lượng. Anh chị gia tăng. Còn anh chị không gia tăng lên đây, gia tăng thì sai. Thì sai, đúng không? Ví dụ ở đây các anh chị có 30% khối lượng trước, 30% này là lỗ, hay là NAV giảm, đúng không? Tới cây rách này các anh chị có thể mua 30-40% gì đó, tùy đó. Rồi, Khi cái cây này nó mạnh lên nhưng mà nó chưa vượt qua cây này, thì tới cái cây này nó vượt qua cái đỉnh này, nó vượt qua cái đỉnh này, thường thường nó rách khỏi cái đỉnh này thì nó tăng rất tốt. Thì có thể anh chị sẽ mua ở cái cây này, tại vì từ đây tới đây là khoảng cách lời rất là lớn. Lời lớn thì nó sẽ bảo vệ được cái NAV của mình, đúng chưa? Chúng ta lấy trung tâm bảo vệ NAV là quan trọng nhất, hiểu chưa? Có thể ở đây các anh chị mua, ở đây mua gì đó tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là ví dụ NAV của cả anh chị ở cái cây này là 1 tỷ không? Nhưng mà tới cái cây này NAV của các anh chị là 1 tỷ 1 hoặc là 1 tỷ 2. Lúc đó các anh chị gia tăng khối lượng ở cái tài khoản mình tăng 20% rồi, đúng chưa? Thì tăng 20% này rồi, các anh chị gia tăng khối lượng, các anh chị đâu có sợ nữa. Như vậy là gì? Lấy trung tâm bảo vệ tài khoản làm trung tâm cái trading của mình. Có hiểu cái này không? Ai không hiểu rồi hỏi coi. Ai không hiểu? Ai có hỏi gì tới cái cây này là lấy trung tâm bảo vệ tài khoản mình không? Có thể ở đây là mình ví dụ cái cây thứ hai này đi, mình gia tăng khối lượng là nó vô căn cứ. Đúng không? Nhưng mà ở đây nè. Ở đây tôi á, nếu là tôi có thể cái cây này tôi không gia tăng, nhưng mà gia tăng ở cái cây này là đúng. Nhưng mà tôi không gia tăng. Tôi có thể tôi nhìn một cái view thị trường nó khác các anh chị. Tôi sẽ gia tăng ở đây, thậm chí ở đây tôi gia tăng đủ luôn. Tức là qua cái cây thứ hai này tôi gia tăng đủ luôn. Thì cái này là do cái năng lực của mọi người. Nhưng mà nếu nói gia tăng đúng thì phải gia tăng ở cái cây rách khỏi đỉnh này là gia tăng thêm. Coi như là gia tăng đợt 3. Thì khi mình gia tăng ở đây rồi á, thì tài khoản mình đã no cổ phiếu rồi, đúng chưa? Tài khoản mình no cổ phiếu rồi, mình không có nhu cầu gia tăng nữa. Mà thị trường nó tiếp tục nó lên, nó tạo ra một cái hộp đi ngang ở đây, ha, cái hộp đi ngang ở đây, đó, một cái hộp đi ngang ở đây thì khi nào nó rách khỏi cái hộp này, tức là nó bứt phá khỏi, tôi vẽ đây một cái ô vuông. Thì khi nào nó bứt phá khỏi cái hộp này, các anh chị tiếp tục gia tăng. Tài khoản có sức mua tiếp tục gia tăng. Đó. Gia tăng xong rồi. Ha, gia tăng xong rồi mà nó chui lại cái hộp.
là phải làm sao? Đúng, phải bán, phải bán, hiểu chưa? Tôi nói với các anh chị ở đây là tôi mượn biểu đồ tôi nói nghe, chứ tôi không dùng biểu đồ để tôi nói đâu nghe. Các anh chị ví dụ như giờ cổ phiếu các anh chị mua giá 20 là các anh chị gia tăng đợt thứ tư chẳng hạn, đúng không? Gia tăng thứ tư, nhưng mà trước đó cái giá 19 của nó, 18-19 nó cứ giật lên 18-19 18-19 18-19, khi nó rách khỏi 19 các anh chị mua. Tôi ví dụ các anh chị mua giá 20 thì các anh chị mua giá 20 mà những cây sau nó gục đầu thì nó chui vào lại 10-19, thì cái đó là gì? Cái đó là người ta nói một cái cây mà lực cầu gia tăng lên, sau đó lực cầu nó hụt. Thì những cái cây như vậy á, mấy cái ông đầu cơ T cộng nè, đầu cơ ngắn nè, rồi mấy cái ông đu điếc thì đánh bạc đánh đồ gì đó, thì mấy ông đó sẽ bán. Khi mà nó gậy vào cái hộp này, mấy ông đó sẽ bán. Mà khi bán nó bán chồng bán. Thì chút xíu nữa tôi sẽ chỉ cho anh chị một cái kỹ thuật để vượt qua mấy cái đó, không? Thì nếu mà mình hiểu được đường đi của giá, không, hiểu được đường đi của giá, mình sẽ hành động trước giới kỹ thuật, trước luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mục tiêu của mình là mình đi từ đây lên tới trên này, chứ không phải mình đi từ đây rồi mình nghỉ chơi. Còn ông kỹ thuật, ông cứ T3, T4, T5 là ông sụt. T3, T4 ông vào hàng, ông nhảy cổ phiếu này, nhảy cổ phiếu kia. Nhưng chúng ta có hàng sẵn, chúng ta chỉ lên khối lượng, hạ khối lượng, lên khối lượng, hạ khối lượng. Chúng ta không bao giờ kẹt T, không bao giờ kẹt T. Còn dân kỹ thuật sao? Nó kẹt T. Nên chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải hành động trước dân kỹ thuật. Đó, thì tới cây này các anh chị gia tăng cổ phiếu lần thứ tư là các anh chị thành công, không? Rồi những cái lần này cứ gia tăng tiếp không sao hết, miễn cái giá mình gia tăng xong về nó thụt dưới giá đó thì phải xử lý. Bởi vì sao? Cái phương pháp đầu tư của chúng ta là phương pháp đầu tư giá lên và gia tăng tốc độ. Có hiểu cái từ gia tăng tốc độ không? Tức là thay vì chúng ta đi từ quãng đường này tới đây chúng ta mất một tháng, nhưng mà lời 100%, nhưng mà chúng ta đi quãng đường từ đây tới đây mất một tháng nhưng mà chúng ta lời 200%. Muốn như vậy chúng ta phải gia tăng tốc độ, gia tăng ngày càng lớn tốc độ. Thì muốn gia tăng tốc độ nhanh thì đồng thời cũng phải xử lý cực kỳ nhanh. Phải xử lý cực kỳ nhanh. Thế trung tâm của chúng ta là gì? Trung tâm của chúng ta là bảo vệ NAV cao nhất. Các anh chị có tài khoản 10 tỷ. Đúng không? Thế các anh chị đã lời 12 tỷ mà khi mà nó dội về tới 10 tỷ các anh chị vẫn không xử lý. Bắt đầu nó về 7 tỷ. Rồi nó về 5 tỷ. Lúc đó các anh chị khó chồng lên khó. Và khi các anh chị về tới 7 tỷ các anh chị sửa sai lúc này là mình sửa đúng. Tức là tới cái mức mà mình không nên sửa nữa thì mình lại sửa. Đúng không? Thay vì NAV của chúng ta lên 12 tỷ rồi, giới hạn của chúng ta là về 11 tỷ chúng ta phải xử lý. Nhưng mà ngay tại từ 12 về tới 11 chúng ta xử lý, mà chúng ta không xử lý. Như vậy khi nó kéo về tới 9 tỷ, 8 tỷ, 7 tỷ là cái lúc chúng ta quýnh lên.
chúng ta hoảng lên chúng ta xử lý. Và khi cái điểm chúng ta xử lý chính là cái điểm sai, sai tiếp theo. Như vậy là gì? Lấy cái sai này đi, đi sửa cái sai khác. À, thành ra ở trong cổ phiếu người ta đòi hỏi là thời cơ, thời điểm. Thời cơ và thời điểm. Khi cái điểm chúng ta sai, khi cái điểm chúng ta sai, sau đó chúng ta sửa lại cái sai điểm đó, chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào cái hoàn cảnh sai, sai này chồng lên sai kia. Đó, và khi chúng ta lên tới đây nè, chúng ta ưa gia tăng sao, gia tăng tôi không biết, các anh chị đó việc các anh chị bác, gia tăng sao tôi không biết, miễn cái gia tăng đó mà ngay cái nền giá của nó chui lại là nha. Phải luôn luôn nhớ điều này. Cuộc đời đầu tư của chúng ta đó, đối với cái khái niệm gia tăng cổ phiếu, chúng ta bắt buộc phải tuân thủ 100%, không có trường hợp ngoại lệ. À, rồi bây giờ tôi nói cái này và chúng ta, tại sao chúng ta không, chúng ta con người chúng ta dây dưa lắm ha, cái suy nghĩ của chúng ta dây dưa lắm ha. Nhiều khi các anh chị hai vợ chồng với nhau ha, hai người giận nhau nhưng mà một người nói ngọt cái là các anh chị đổi ý liền ha, đổi ý liền, không còn giận nữa đâu, đúng chưa? Thì trong cổ phiếu cũng vậy. Trong cổ phiếu các anh chị, tôi ví dụ các anh chị tại đây này, cái đường này này, ví dụ ở đây tôi sẽ vẽ một cái đường này, tôi vẽ vậy thôi chứ không kỹ thuật kỹ thiết gì hết á, tôi vẽ vậy thôi đó. Nhưng mà cái cây này này, cái cây này nó gãy mà có cái nền giá, mà nó đâm thủng cái nền giá rồi, các anh chị không cắt không, tôi ví dụ ở đây không hợp lý. Tôi ví dụ ở đây đi, tới đây các anh chị không cắt, và sau đây các anh chị đúng không? Điều này nó nói làm gì? Ủa chứ hôm trước mình đâu có cắt đâu mà nó vẫn đúng, nó cứ lên phá thôi, đúng chưa? Chính mấy cái này là cái giết mình thôi, cái này là cái giết 80% nhà đầu tư trên thị trường. À, bây giờ tôi giả sử nè, rồi giờ tôi nói các anh chị, tôi cái này tôi ví dụ thôi ha, chứ cái điểm này không chưa chắc phải điểm cắt hay không. Tôi ví dụ các anh chị ở đây, các anh chị không cắt à, mà không cắt xong các anh chị thấy đúng này, nó lên nè, à, là mình lúc thì chúng ta cắt, chúng ta đúng, nhưng mà lúc chúng ta cắt chúng ta sai. Thế đâu là đúng, đâu là sai? Không, thành ra nói chuyện với tôi nói em, tao hôm qua tao đâu cắt đâu, hôm nay lên nè, tài khoản lời nè, không vậy làm sao xử lý? Bữa đúng bữa sai làm sao xử lý, đúng chưa? Vậy vấn đề của chúng ta phải giải quyết triệt để cái nguyên tắc này. Chúng ta phải giải quyết triệt để nó, không cho nó lặp đi lặp lại ở chúng ta nữa. Thì chúng ta sẽ làm sao? Ví dụ ở đây chúng ta cắt, nhưng mà chúng ta chiếu qua đây này, tới đây chúng ta mua, chúng ta hoàn lại. Khi nó đủ điều kiện chúng ta sẽ hoàn lại, chúng ta mua lại. Như vậy là khi gì? Khi chúng ta cắt bớt cổ phiếu mà chúng ta sai, chúng ta sửa lại bằng cách hoàn lại cổ phiếu. Chứ không có cái thể, không thể nào mà có cái chuyện chúng ta không cắt để ngày mai nó đúng. Hôm nay chúng ta cắt để giải quyết cái phần chúng ta sai, đúng không? Nhưng mà chúng ta không cắt, chúng ta suy nghĩ rằng ngày mai chúng ta đúng. Rồi sau đó zoom biểu đồ lại kéo về phía trước, kéo về những năm trước đó. Rồi thôi được rồi,
Đây. Đây ha. À. Về lý thuyết trong hai cây này chúng ta phải cắt. Thấy chưa? Sau đó chúng ta không cắt, chúng ta thấy ở nó tưng 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 đâu có sao đâu ha, làm cái bụp chết. Thấy chưa? Thay vì chúng ta cắt ở đây cái đã, rồi ngày mai nó lên ở đây chúng ta hoàn lại lượng cổ phiếu. Thấy chưa? Thì cái này chúng ta không chết. Thế kỹ thuật của tôi là gì ha? Để tôi nói mọi người nghe này ha. Cái cây này là cây đầu Tết ha? Bây giờ tôi nói là chắc chắn đúng luôn. Cái cây này ăn Tết ra giao dịch cây đầu tiên bỏ chuột ra ngoài. Cái cây này nè, cái cây đầu tiên giảm mạnh nè. Tôi chắc chắn với mọi người luôn cây. Rồi đúng. Cây này là ăn Tết xong giao dịch nè. Tôi làm gì ha? Tết tôi vẫn đi chơi thoải mái, không sao hết, Tết tôi vẫn full cổ phiếu, đúng không? Mọi người thấy dịch như vậy, thị trường thế giới ầm 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 là bắt đầu buồn rồi. Tôi đi chơi thoải mái, biết sao không? Tôi không bao giờ lo lắng một điều gì hết, biết sao không? Thử nói nghe coi. Đúng rồi, tôi mất có 7% thôi. Không, thành ra cái ngày ngay đây, cái ngày ngay đây là tôi là bán bằng được. Tôi bán bằng được. Tôi không quan tâm giá. À, thấy chưa? Đâu có gì đâu. Tôi ngày đó tôi mất 5% chứ không phải 7. Tại vì cổ phiếu, các cái cổ phiếu lớn dễ gì nó giảm ngay đó, dễ gì nó giảm 7. Đúng không? Sau đó nó mới giảm 7%. Thế cái ngày này tôi mất có 5%, sau đó tôi ngồi tôi rung đùi. Ai làm gì làm, tôi không quan tâm. Không? Tôi đợi tới lúc nó hấp thụ được cái thông tin này. Tức là cái ngày nào đó thông tin về dịch bệnh là thông tin xấu nhất ở trong cổ phiếu. Ngày nào mà trong một cái đợt khủng hoảng, trong một cái đợt cú sốc cực lớn, cú sốc này tôi nói nó giết bao nhiêu nhà đầu tư không, thì khi nào cái thông tin xấu nhất chính là thông tin tốt.